Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bạch Lộc, Trương Lăng Hách công bố tin vui sau thời gian hẹn hò bí mật, fan đồng loạt vào chúc mừng. Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận tin vui lớn, fan tràn vào chúc mừng. Sau khi Trường Nguyệt Tuấn Minh đóng máy, Bạch Lộc tiếp tục gia nhập đoàn làm phim Ninh An Như Mộng. Trong dự án cổ trang này, cô nàng hợp tác cùng với sao nam mới nổi Trương Lăng Hách, cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn của công chúng vì có ngoại hình đẹp, che mít trai cả trong phim lẫn hậu trường đều quá đỉnh. Không những vậy, sau khi đóng chung phim, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách được cho là đang bí mật hẹn hò. Có vlogger xứ Trung đã tung ra loạt bằng chứng để chứng minh chuyện hẹn hò của couple Ninh An Như Mộng. Tuy nhiên, đứng trước sự chất vấn của các fan, cả Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đều giữ thái độ im lặng. Điều này càng khiến dân tình chắc nịch cả hai đang hẹn hò yêu đương. Mới đây, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã nhận tin vui sau thời gian dài chờ đợi. Theo đó, bộ phim Ninh An Như Mộng đã chính thức lấy được giấy phép phát sóng. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Bạch Lộc đang có hai bộ phim chờ xếp lịch chiếu là Ninh An Như Mộng và Trường Nguyệt Tuấn Minh. Đây là hai dự án phim được kỳ vọng sẽ bão lớn khi lên sóng. Nếu Trường Nguyệt Tuấn Minh được dự đoán là đối thủ nặng ký của Trường Tương Tư, Giữ Phượng Hành, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, thì Ninh An Như Mộng lại khác. Bộ phim này sẽ là đối thủ lớn nhất của An Lạc Truyện do Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính nếu cùng lên sóng trong năm 2023. Ninh An Như Mộng không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng đình đám nhưng lại có rất nhiều lợi thế. Loạt diễn viên trẻ trong phim có ngoại hình nổi bật, tạo hình được đầu tư chỉnh chu, tỉ mỉ. Không những vậy, phim có nguyên tác hay, nổi tiếng nên càng khiến khán giả mong đợi nhiều hơn nữa. Hiện dân tình đang vô cùng mong đợi Ninh An Như Mộng sớm ngày được xếp lịch chiếu. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.